Chào các bạn. Hôm nay mình cập nhật chia sẻ với các bạn về cái cây dành dành bonsai mini. Trước mặt các bạn đây là cái cây dành dành bonsai mini của mình. Mời các bạn quan sát tổng thể một vòng. Thì hôm nay cũng là khai xuân, mình tổ chức cắt tỉa cho em sơ bộ, và lát nữa mình sẽ chia sẻ quay trực tiếp và các bạn xem toàn bộ cái chi tiết của cây. Bây giờ mời các bạn cùng đi cắt tỉa với mình nhé. Ở đây có một cái cành như thế này thì mình sẽ trước đây thì dưới này các em chưa có mầm cho nên mình tạm để cho nó ấm cây thôi. Bây giờ thì dưới này nó có mầm rồi thì mình sẽ bỏ cái cành này đi, các bạn này mình bỏ đi để cho các em tập trung phát triển vào cái nhánh dưới cho nó khỏe các bạn. Lát nữa mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem cận này, thì cảnh thì nó các bạn sẽ hình dung ra ý định của mình sẽ để cái bông tay như thế nào. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ cái cành nhánh này đi. Đây các bạn thấy hiện tại thì đây là có hai nhánh. Đấy, hai nhánh thì mình quyết định để lại một tập trung một nhánh để cho nó phát triển nó khỏe hơn. Đấy, không cần thiết phải để cả hai.
Đây, còn cái nhánh này của các bạn thì các em đang phát triển đây, nhưng mà để cho nó phát triển vào cái nhánh này khỏe hơn thì mình sẽ cắt ngắn cái nhánh này đi. Nhưng cho bây giờ, hiện tại bây giờ thì các em còn đang rất là nhỏ, do vậy mình cứ tạm thời để nuôi, sau một thời gian nữa thì mình sẽ chỉnh sau. Thì đến bây giờ thì cơ bản các bạn cũng đã hình dung được sơ bộ. Dự kiến của mình sẽ làm khu vực này một tay, đây một tay, lên trên này thì các bạn có thể là hai cái nhánh hai bên này, thì cái nhánh này thì cũng có thể mình bỏ đi, không để nhánh này nữa, rồi mình nuôi mầm sau. Để các em phát triển tiếp theo thì báo các bạn ở dưới này phát triển tốt hơn và mầm ở dưới này nên được khỏe hơn, thì báo các bạn có thể mình cũng sẽ cắt gợi cái phần ngọn này đi các bạn ạ, cắt gợi phần ngọn này đi để cho các em phát triển. Để trông thì bước ban đầu thì nhìn nó không được vào mắt, nhưng để dưới này phát triển khỏe hơn và những mầm đây phát triển lên để chúng ta tạo cái bông tay cho đầy đủ, thì báo các bạn là mình cắt phần ngọn này đi, thì là sau này các em mới cho các cái mầm ở đây thì chúng ta đỡ phải ghép. Thế thì với cái cây này nó cũng là còn là mới, còn nhỏ, ít tay nhánh, cho nên là mình cắt tỉa cũng rất là nhanh, rất là đơn giản. Thế bây giờ mình sẽ quay chi tiết và các bạn cùng xem cái phần gốc bệ và tổng thể của cây nhé. Đấy, các bạn hình dung như vậy là chúng ta được hai tay. Đấy, còn trường hợp mà bất đắc dĩ thì nếu như không có gì thay đổi thì sau một thời gian nữa thì cái mầm này bật lên cũng sẽ rất nhanh, thì chúng ta có thể tạm thời chơi hai tay một ngọn cũng vẫn cứ được. Đấy. Còn đây là gốc bệ các bạn, gốc bệ rất là to, rất là đẹp. Đây, một chị gần hết một chít, nhưng phía dưới này thì to hơn, nở hơn. Thế thì hôm nay là đầu xuân mới, cũng là khai kéo, thì mình cập nhật chia sẻ với các bạn về cái cây dành dành và cắt tỉa sơ bộ cho em, tạo cái dáng tương lai sau này cho nó hợp lý, thì cũng chia sẻ với các bạn như vậy. Công việc cũng đã xong thì mình cũng xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.